không có kết quả. Cậu có vẻ còn sốt ruột hơn cả chồng tôi nhỉ. Cần tôi giúp không? Miễn phí. Bà không dùng tình cảm với nó được đâu. Này, thằng em tôi mới gọi điện báo tin. Mẹ ơi, hai mẹ cứ cho con xin lại, con về con bàn với nhà con xem thế nào đã. Có gì mà phải bàn, đã quyết rồi thì cứ thế mà làm. Con ký giấy vay nợ với mẹ, con chưa nói gì với anh cả. Sao phải nói? Nói thì Tuệ nó có đưa tiền cho con để trả nợ không? Bây giờ làm gì cũng được, miễn là mọi chuyện tốt đẹp. Mà nếu con không trả nợ cho người ta, liệu người ta có để cho gia đình yên ổn không? Con sợ con không làm được theo lời mẹ nói, vì con biết chắc chắn là hai anh không bao giờ rút đơn kiện đâu mẹ. Thì trước mắt cứ trả nợ đi đã, rồi mọi chuyện nó cũng sẽ qua. Và sau lần này làm ăn cho nó tử tế vào, tự dưng đủ nợ không đâu thế này. Có lần một sẽ có lần hai. Đời mà, sai một ly đi một dặm. Mà đi rồi con muốn hối cũng chả kịp. Nước của ông đệ. Ngồi đây đi. Việc xin cho thằng Long khoai đấy sếp ạ. Clip nó sờ sờ ra đấy. Bây giờ chỉ còn cách thằng Chí nó rút đơn thì may ra. Kiểu gì Chí nó cũng rút đơn ông ạ. Mẹ có vẻ hiểu con đấy nhỉ. Ăn nói cho cẩn thận. Đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ là phải tìm mọi cách cứu thằng Long ra. Càng để lâu càng rách việc. Sắp rồi. Ông đừng có lo. Miễn là ông đừng để nó xen vào việc của tôi là được. Bà không có tí áy náy nào với con mình. Cậu nói câu đấy với vợ cậu chưa? Vợ cậu cũng bỏ con mà. Cậu nghĩ cậu hiểu được tôi và gia đình tôi à? Cậu tự tin cậu hiểu được lòng dạ đàn bà. Mà nhất là một người mẹ. Mẹ cậu mất sớm mà. Còn bà nữa, đừng có để mất 300 triệu đâu. Công cốc là ông Lâm không tha cho bà đâu. Không ổn rồi. Bọn nó phát hiện ra mình rồi. Với số tiền này, tao với mày đủ để làm lại cuộc đời. Đi! Đi! Chạy đi! Anh trai của anh Tuệ mới về nước. 10 năm, lặn một hơi không thấy sủi tăm. 10 năm rồi gia đình người ta mới đoàn tụ.
anh Chí chỉ còn mỗi mình anh là người thân thôi. Từ bây giờ anh không được khổ nữa. Em sẽ lo cho anh. Chắc mai anh đi tìm việc. Mày muốn cuộm luôn số tiền đấy. Định né tao à? Nhận ra em không anh? Mày muốn gì? Việc làm. Em là người bình thường, về nhà bao việc rồi. Chăm chồng cho chăm cả anh chồng nữa. Em làm như thế thì những người như anh Chí còn biết sống ở đâu ở trong cái xã hội này nữa hả em? Để tao giúp mày. Cút. Nghèo thì không được phóng khoáng, cũng không được sĩ. Cái cảm giác mà mình ở giữa gia đình mình mà lúc nào cũng thấy bơ vơ, đúng là khó chịu thật. Thế còn bây giờ anh muốn gánh cho anh trai anh cả đời thì cứ việc gánh nhá. Nhưng chúng ta là người nhà mà, người trong một gia đình mà. Thông cảm cho anh em anh. Thôi Diệp, anh xin nhá. Tha cho anh. Thế em cũng xin anh. Nốt một lần này nữa thôi. Em thề đấy. Bao nhiêu năm em làm việc ở đây, em đã bao giờ phạm lỗi đâu. Bây giờ anh bảo anh đuổi em đi như thế, còn gì là tình nghĩa anh em nữa. Tình nghĩa anh em thì phải thế nào chứ? Bao năm nay anh có nhận được gì từ em đâu. Tôi ích kỷ hẹp hòi, thù dai nhớ lâu lắm. Tôi không bỏ qua đâu. Mất công. Nhưng mà tôi vẫn đến. Bị ép à? Sao phải khổ đấy? Chả ai ép được tôi cả. Tôi chỉ làm việc một người mẹ nên làm thôi. Thế à? Tôi tưởng mẹ quên mất trách nhiệm của một người mẹ rồi chứ nhỉ? Dù sao tôi vẫn mong mẹ hạnh phúc. Như thế thì ít ra cái sự thiệt thòi của anh em tôi nó đỡ phí. Hay là mình trả cái chỗ này đi, rồi đi thuê chỗ khác em. Anh nói thế mà cũng nghe được à? Anh có biết là mình đầu tư vào đây bao nhiêu tiền không? Bây giờ vốn chưa thu hồi về, anh bỏ giả là giả thế nào? Thế anh định lấy tiền ở đâu để đi đầu tư chỗ khác nữa? Hay là mình cắm sổ đỏ nhà mình đi. Anh có bị điên không? Không nghĩ được ra cách nào hay ấy thì ngồi yên đi. Phát biểu nghe tức. Nói thế cũng nói được. Thì bây giờ người ta cắm sổ đỏ rồi đầu tư nọ kia đầy có sao đâu. Sao anh không nói với anh trai của anh ấy? Anh ấy làm ra thì anh tự chịu đi. Cậu có vẻ còn sốt ruột hơn cả chồng tôi nhỉ. Cần tôi giúp không? Miễn phí. Bà không dùng tình cảm với nó được đâu. Này, thằng em tôi mới gọi điện báo tin.